Alo ạ. Vâng. Dạ vâng, xin chào khán giả. Khán giả có thể giới thiệu họ tên và địa chỉ của mình cho chúng tôi được biết ạ. Tôi là Bùi Ngọc Tản, nhà Mỹ Thành Trung. Dạ vâng, xin mời khán giả có thể đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chương trình ạ. Tôi đặt câu hỏi là tôi sống sắp cuối rồi. Dạ vâng ạ. Bị ung nạn, tôi chết thì không phòng trị. Dạ vâng, chúng tôi đã tiếp nhận được thông tin mà khán giả gửi về cho chương trình và ngay sau đây xin được tóm tắt lại để cho chuyên gia Tống Khiêm có thể nắm rõ. Khán giả có trồng 100 cây dừa đã được 3 năm tuổi, khán giả trồng để lấy quả. Tuy nhiên hiện nay thì cây dừa bị đuông dừa cắn phá rất là nhiều và khán giả còn không biết cách phòng trị như thế nào. Xin mời chuyên gia có thể tư vấn ạ. À vâng, nếu mà đã bị cái đuông dừa tức là mình phải chặt bỏ cái cây đấy thì đấy là cái mà bà con quá nhiều kinh nghiệm. Thế bây giờ bà nói là phòng trị như thế nào thì theo tôi là cái phòng về bảo vệ thực vật là đây là một cái vấn đề là khá khó đối với cây dừa. Tuy nhiên là bác vẫn có thể là sử dụng là một số các cái hóa chất thuốc, nó gọi là thuốc hóa chất ấy, thuốc hóa học đấy, thì bác có thể là sử dụng một số cái thuốc bác phun và mang tính là phòng, chẳng hạn như là dựa theo cái dự tính dự báo của đơn vị bảo vệ thực vật địa phương ấy, là người ta sẽ thông tin là cứ 10 ngày một thì lúc đó là bác dùng cái thuốc là trị bằng cách là hoặc là bác phun trước khoảng độ trước 5 ngày mà sau khi mà gọi là cái trứng nó nở, khi phát hiện trứng thế, hoặc là nó mới nở được 1 đến 2 ngày thì bác cũng có thể là bác phun thế, hoặc là bác phun vào cái gọi là cái bẫy bả đấy, cái bẫy bác có thể treo cho vào cái như là cái mùn cưa, bác phun vào sau đó bác gói vào trong cái vải màn và bác có thể treo lên trên đọt cây, để nếu mà có cái hiện tượng mà cái con trưởng thành mà nó đậu nó tìm đến ấy, thì như vậy nó ăn cái bả đấy là coi như nó chết, thế là mình phòng trước khi là nó xuất hiện là mình phải phun. Thế còn khi mà nó đã xuất hiện thì không thể phun được bởi vì nó đục vào cái lõi của cái thân dừa, do đó là bác nên lưu ý cái đó. Thế còn nếu mà nói về thuốc thì bác có thể sử dụng cái thuốc chẳng hạn như là spinetoram đấy, hoặc là nuefenuron, thì đấy là những cái thuốc mà bác có thể sử dụng, hoặc là rất nhiều các cái thuốc khác mà bác ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật bác nói là sử dụng cái bẫy bả, mua bẫy bả để về bẫy cái con gọi là cái con trưởng thành của các loại sâu, trong đó con đuông. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Tống Khiêm. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây, quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.